Một sự kiện hoành tráng cùng NVX Camo dẫn đầu xu hướng tại Quảng trường 3 tháng 2 thành phố Bắc Giang trong 2 ngày 1 và 2 tháng 7. Trải nghiệm siêu xe NVX 155 phiên bản giới hạn Camo và khu trưng bày các dòng xe phân khối lớn nổi tiếng. Cuộc thi độ xe NVX dẫn đầu xu hướng, thay dầu miễn phí dành cho 600 khách hàng xe ga đầu tiên cháy hết mình tại đêm ca nhạc hoành tráng vào 19 giờ ngày 1 tháng 7 với sự tham gia của Sơn Tùng, Hoàng Thùy Linh, Bảo Anh, Eric. Chiêm ngưỡng chương trình biểu diễn mô tô bay nghệ thuật FMX đặc sắc bởi các vận động viên chuyên nghiệp đến từ Nhật Bản cùng nhiều hoạt động thú vị với nhiều phần quà giá trị. Thử sức với cuộc thi điều khiển xe con tay Red Hana, hướng dẫn lái xe con tay, các trò chơi vận động vui nhộn, chương trình hoàn toàn miễn phí. Chi tiết xin liên hệ các Yamaha Town gần nhất hoặc Facebook Yamaha Moto Việt Nam. Còn chần chờ gì nữa, hãy tham gia cùng NVX Camo dẫn đầu xu hướng.